Tình trạng sụt lún đất tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xuất hiện với tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn, đe dọa đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng cần sớm tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo. Trước mắt, ưu tiên di rời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đây là yêu cầu tiên quyết trong việc đảm bảo tính mạng cho người dân. Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã phê bình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc chậm tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 6. Theo thống kê của chính quyền xã Châu Hồng, đến nay đã có đến gần 300 giếng nước bị khô cạn, 191 nhà dân, trạm y tế, trường học và Ủy ban Nhân dân xã bị nứt nẻ, hàng chục hố tử thần xuất hiện. Được biết, xã Châu Hồng có 11 doanh nghiệp khai thác khoáng sản gồm quặng, đá, trong đó có 4 doanh nghiệp khai thác theo hình thức hầm lò. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đối thoại với 300 nông dân tiêu biểu, đại diện cho 12 triệu hộ, hội viên nông dân trên cả nước xung quanh câu chuyện tiếp sức, hỗ trợ nông dân, thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Đây là lần thứ tư sự kiện được tổ chức với hàng loạt các vấn đề nóng được đặt ra, từ tiêu thụ nông sản, chi phí sản xuất, vấn đề đất đai cho tới đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ô nhiễm môi trường. Phóng viên Vân Chi thông tin chi tiết từ hội nghị. Giảm cái dự trữ bắt buộc cho ngân hàng để ngân hàng có cái sức để mà hỗ trợ người dân, cho tạo cái thuận lợi, giảm cái giá thành logistics, là tạo ra cái sự cạnh tranh lành mạnh trong cái kinh tế thị trường này, gồng mình đến chống dịch. Nên chúng ta không thể chủ quan được dịch. Không có người dân nào an toàn khi mà người dân khác mà mắc bệnh Covid. Khoảng 10 tỷ mỗi năm. Xin kính mời anh Thanh ạ. Thời gian vừa qua, giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi đồng. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đã vừa gửi kiến nghị khẩn lên Thủ tướng sau khi báo cáo về tiến độ triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn của thành phố. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 5 trạm thu phí bao gồm An Sương, An Lạc, Cầu Phú Mỹ, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, Phú Hữu chưa tổ chức thu phí không dừng. Với trạm thu phí trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thu phí còn lại ngắn, trong khi chi phí đầu tư cho hệ thống thu phí không dừng cao, giá thu thấp nên đề xuất tiếp tục hình thức thu phí thủ công. Tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công, thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất cho phép tiếp tục khai thác 8 làn thu phí ETC hiện hữu và không nâng cấp lắp thêm cho 8 làn còn lại. Với trạm thu phí An Sương An Lạc và trạm thu phí xa lộ Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với nhà đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí ETC với các làn còn lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 của năm nay. Riêng trạm thu phí BOT Phú Hữu có 6 làn thu phí nhưng chưa tổ chức thu. Tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã bấm nút chính thức triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho các cục thuế trong toàn quốc, với mục tiêu bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 tới. Để thực hiện mục tiêu này, thì các địa phương trong cả nước đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua nước rút, đốc thúc người nộp thuế thực hiện đúng quy định. Ghi nhận tại Quảng Ngãi. Quảng Ngãi có gần 7.000 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử. Thành phố Quảng Ngãi chiếm hơn 50% số này. Hiện thì tỷ lệ sử dụng hóa đơn điện tử tại đây đạt sấp xỉ 90%. Số còn lại đang được hỗ trợ để chuyển đổi trước ngày 1 tháng 7 tới. Đối với doanh nghiệp thì giao cho công chức ở các bộ phận quản lý doanh nghiệp là đôn đốc. Thì làm sao làm? Thì trong một cái khoảng thời gian tăng tốc là phải thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cho doanh nghiệp, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để làm sao mà khi doanh nghiệp có cái yêu cầu chuyển đổi qua hóa đơn điện tử 38 thì là phải thực hiện xử lý ngay để không có ách tắc cho doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 7 nhà cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử phần mềm kế toán. Các đơn vị này đã phối hợp với ngành thuế tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và hộ kinh doanh đến trực tiếp doanh nghiệp và hộ kinh doanh để tư vấn, hướng dẫn theo hình thức cầm tay chỉ việc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Các hoạt động mà tư vấn xúc tiến cũng như là thực hiện chuyển đổi thì đang làm rất là khẩn trương. Và chúng tôi hy vọng là trong cái đợt này thì doanh nghiệp
ở tỉnh cũng sẽ đồng hành với cái nhà cung cấp dịch vụ như chúng tôi để mà thực hiện tốt cái chủ trương của ngành thuế. Việc mà thực hiện hóa đơn điện tử là đã có cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt từ trung ương cho đến tỉnh, và hiện nay cục thuế cũng đang triển khai quyết liệt, và đến giờ này thì mọi việc đều thuận lợi hết. Bởi bản thân cái việc này nó có lợi cho cả các doanh nghiệp, cho cả người dân và kể cả các cục quản lý nhà nước, cho nên là nó được sự ủng hộ rất là tốt của các đối tượng mà cần phải có xây dựng cái hóa đơn điện tử. Tôi nghĩ rằng cái mục tiêu chúng ta đạt đến 30 tháng 6 là hoàn toàn có thể tiến hành đảm bảo theo cái thời gian quy định của trung ương. Đẩy mạnh ứng dụng hóa đơn điện tử trong thời điểm này là một bước đi trong quá trình chuyển đổi số, tiến tới xây dựng nền kinh tế số. Điều này không những giúp cơ quan, doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa, mà hóa đơn điện tử còn tận dụng tối đa hiệu suất làm việc, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian. Sáng nay ngày 29 tháng 5 tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với một chương trình, bốn chiến dịch diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. 90 ngày đêm của chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn để các bạn đoàn viên thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến. Đồng thời chiến dịch cũng là thời điểm để các cấp bộ đoàn cùng nhau thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 đề ra. Bên cạnh các nội dung truyền thống, chiến dịch năm nay sẽ có những hoạt động mới phù hợp với bối cảnh và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, như tập trung tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 cho người dân, thành lập đội hình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân, xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trường học cho các điểm trường khó khăn trên toàn quốc. Ngoài địa bàn trú đóng của các đơn vị, các đội hình tình nguyện sẽ đến với 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn, 33 làng thanh niên lập nghiệp, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các tuyến thôn bản gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 29 tháng 5, mưa lớn đã trút xuống tại Hà Nội. Nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 100mm chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Tại nhiều khu vực như là quận Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàng Kiếm, nhiều tuyến phố, tuyến đường đã ngập sâu từ 0,2 đến 0,3m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ có nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến dao động từ 60 đến 100mm mỗi đợt, có nơi trên 120mm mỗi đợt. Chiều và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông, cục bộ sẽ có nơi mưa to. Bên cạnh đó, người dân cần phải cảnh giác với lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân sống gần các sườn đồi, núi hoặc di chuyển trên các cung đường đèo núi cần phải hết sức cảnh giác với tình trạng lũ quét, sạt lở đất do mưa đã kéo dài nhiều ngày qua. Khu vực đồng bằng, trũng thấp trong các đô thị có nguy cơ ngập lụt lớn.